Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thế lực và quyền lực của Tô Lâm hiện lớn đến đầu Ngày 15 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận lên chủ tịch nước, thế lực của ông Tô Lâm lớn đến đầu. Theo đó, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã được Quốc hội bầu lên làm chủ tịch nước ngày 20 tháng 5 và đã bàn giao công tác ở Bộ Công an cho cấp phó của ông là Thượng tướng Lương Tam Quang ngày 11 tháng 6. VOA nhận xét, ông Lâm lên làm chủ tịch nước trong một nhiệm kỳ biến động nhất trong lịch sử đảng khi lần lượt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đều mất chức. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho hay sau khi các nhân vật này ra đi, ba người còn lại đủ điều kiện để lên làm Tổng Bí thư theo quy định của đảng là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính. VOA dẫn nhận định của giáo sư Kateyer, học giả về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng ông Tô Lâm đã quá tội quy định của đảng để được ở lại thêm một nhiệm kỳ, trừ phi được đảng đặt cách, được xếp vào trường hợp đặc biệt, được miễn trừ về tuổi tác. Giáo sư Thầy Giờ cho biết thêm, vào lúc này, ông ấy là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành lãnh đạo đảng và phải đợi một thời gian nữa để xem tên ông Tô Lâm có được tiểu ban nhân sự của Đại hội đảng đưa vào danh sách, cân nhắc cho ban chấp hành trung ương khóa tới hay không. Vị giáo sư phân tích thêm, quyền điều hành công việc hàng ngày của ông ấy bị suy yếu đi một chút, bởi vì ông ấy không còn nắm quyền trực tiếp ở Bộ Công an nữa. Tuy nhiên, ông ấy có thể dựa vào những người được ông ấy bảo trợ ở Bộ Công an, trong đó có tân bộ trưởng Lương Tâm Quang. Và đây là hình Lương Tâm Quang và Nguyễn Duy Ngọc, hai tại chân thân tính của Tô Lâm trong Bộ Công an. VOA cho biết, nếu nhìn tổng thể, thì thế lực của ông Tô Lâm trong đảng được củng cố sau khi có đến 6 trong 18 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, tạo ra khoảng trống quyền lực trong khi thân tính của ông được đề bạc lên các vị trí cao hơn, cũng theo lời của giáo sư Taylor. VOA nhắc lại, ngoài Thượng tướng Lương Tâm Quang được thăng làm Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng được chỉ định làm chánh văn phòng Trung ương đảng. Theo lệ của đảng, thì hai ông Quang và Ngọc đều khả năng sẽ được vào bộ chính trị. Về phần Thủ tướng Phạm Minh Chính, giáo sư thay Giờ cho biết, ông cũng đối mặt với cáo buộc tham nhũng của gia đình, nhưng đa số thành viên bộ chính trị phản đối xử lý ông chính đồng quan điểm với giáo sư Taylor, VOA dẫn nhận định của giáo sư Abuja, giảng dạy ở trường National War College thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ, nói rằng việc ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư của đảng rất có khả năng. Và đây là hình đại tướng, chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giải thích của ông, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính, người có khả năng tranh với ông Tô Lâm, cũng đang vướng vào những cáo buộc tham nhũng. Trong khi ông Tô Lâm, dù đã ra khỏi Bộ Công an, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến công việc điều tra của cơ quan này giáo sư Amuza phân tích thêm, việc ông Lương Tâm Quang được đề bạc lên làm Bộ trưởng Công an, cho phép ông Tô Lâm tiếp tục vũ khí hóa các cuộc điều tra ở Bộ Công an để hạ bệ các đối thủ. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Tô Lâm là vì kinh doanh mở rộng của em trai ông ấy, tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng đã lớn mạnh, chủ yếu là nhờ vào quyền lực và mối quan hệ của ông Tô Lâm. Tập đoàn Xuân Cầu bị đồn là đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai mà ông Tô Dũng đang xây dựng trên đó. Nếu tin đồn này là đúng thì ông Lương Tâm Quang cũng không thể can thiệp vào cuộc điều tra của quân đội. Giáo sư Thầy giờ cho biết thêm, nền chính trị theo kiểu tập trung dân chủ và lãnh đạo tập thể của Việt Nam không cho một cá nhân lãnh đạo nào quá nhiều quyền lực. Cho nên, nếu ông Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất mà không bị kiềm chế thì điều đó sẽ không tốt cho Đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Thế lực và quyền lực của Tô Lâm hiện lớn đến đâu? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Minh Tuệ với kiếp nạn khi tu hạnh đầu đà Ngày 13 tháng 6, trên Facebook cá nhân của bác sĩ Võ Xuân Sơn có bài Ngài Minh Tuệ sẽ đi về đâu? Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Theo thông tin trên mạng, trang Weekly vừa mới sắp xếp lại, thì Ngài Thích Minh Tuệ là người thứ hai trên thế giới này sau Ngài Ca Diếp, tu trọn các hạnh đầu đà. Như vậy, Ngài Minh Tuệ đã trở thành nhân vật quốc tế của Đạo Pháp. Trên thực tế, chỉ sau mấy ngày công bố nơi ẩn tu của Ngài Minh Tuệ, vùng đất vốn vắng vẻ, yên tĩnh ở Gia Lai đã trở nên huyên náo, ồn ào với hàng ngàn người đến để đảnh lễ, hoặc đơn giản chỉ để được nhìn thấy Ngài. Ngày hôm qua, ngày thứ hai, Ngài Thích Minh Tuệ đi khất thực, có hơn 3.000 người đến gặp Thầy. Sáng nay, nghe nói kẹt đường ở khu vực Ngài đi khất thực cỡ 5 km. Mới chỉ có 3 ngày, Ngài Minh Tuệ đã đi khất thực mà Gia Lai đã cháy vé, cả máy bay và các phương tiện thông thường, cháy phòng khách sạn, cháy cả quán ăn. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook Xuân Sơn Võ nếu hiện tượng này kéo dài thêm một thời gian nữa và chính quyền không áp dụng các biện pháp hạn chế chắc chắn sẽ có việc gia tăng số chuyến bay cũng như các tuyến du lịch đến gia lai và các hình thức lưu trú tạm thời sẽ phát triển nhanh có thể nói dù bây giờ ngài minh tuệ có ẩn tu ở đâu trong đất nước việt nam này thì nơi đó sẽ ngay lập tức trở thành nơi thu hút khách thập phương sự ồn ào náo nhiệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình tu tập của ngài và các đồng môn nếu có về mặt nhà nước thì việc tụ tập đông người ngoài mặt tích cực là phát triển du lịch địa phương cũng sẽ mang lại những phiền phức cho an ninh trật tự của khu vực song song với nhu cầu tín ngưỡng và lòng ngưỡng mộ ngài thích minh tuệ chẳng ai dám chắc rằng trong dòng người đang đổ về gia lai không có những kẻ chỉ muốn lợi dụng hình ảnh của ngài để tác động vô những việc khác cho những mục tiêu khác thậm chí không loại trừ khả năng có những kẻ muốn tiếp cận ngài với mục đích ám hại ngài để cân đối giữa nhu cầu tu tập của ngài thích minh tuệ và nhu cầu tín ngưỡng của hàng triệu người dân Việt Nam liên quan đến quá trình tu tập của Ngài, cần phải có một chính sách khéo léo, mềm dẻo và linh hoạt. Nhưng dù có biện pháp nào thì cần phải hiểu, Ngài Minh Tuệ đã là người có ảnh hưởng mang tính toàn cầu. Và đây là hình sư thích Minh Tuệ. Đấy là chưa kể vấn đề của Ngài Minh Tuệ cùng các đồng môn của Ngài nếu có liên quan đến một vấn đề hết sức nhạy cảm về chính trị hiện nay. Tự do tín ngưỡng hôm nay nghe nói một số người đang học tu theo cách của ngài minh tuệ đã đến gia lai nhưng chưa được phép gặp ngài mặc dù hết sức thông cảm với chính quyền nhưng tôi đoán rằng việc ngăn chặn này sẽ khó có hiệu quả thậm chí có thể gây ra tác dụng ngược việc đưa ngài thích minh tuệ về gia lai một vùng đất đã có sẵn những vấn đề nhạy cảm về chính trị lại làm tăng lên những khó khăn cho chính quyền trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh tất nhiên tất cả những vấn đề này chắc chắn sẽ được chính quyền giải quyết Chúng ta chờ đợi xem chính quyền sẽ giải quyết như thế nào. Hy vọng không có các biện pháp cực đoan dẫn đến các phản ứng không mong đợi và khó lường. Việc anh công an Gia Lai gợi ý ngài Minh Tuệ hành hương đến Ấn Độ có thể là một giải pháp. Tuy nhiên, nếu ngài đến Ấn Độ thì ngài có thoát khỏi những khó khăn như đang gặp ở Việt Nam hay không? Hoặc có những khó khăn mới do sự đa dạng về tôn giáo ở Ấn Độ mà trong đó có những tôn giáo khá mới lạ đối với người Việt Nam. Dù tình hình diễn biến theo hướng nào, thì người thiệt thòi nhất trong chuyện này chính là Ngài Minh Tuệ. Đó là kiếp nạn lớn của Ngài khi chọn tu tập theo phương thức khó nhất là hạnh đầu đà. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự Minh Tuệ với kiếp nạn khi tu hạnh đầu đà. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới